Ok, hello các bạn, mình là Ngay Ra và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước khi xem video, các bạn nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một ngày trong Toca Boca. Chúng ta đã có Lay Together rồi thì chúng ta nên làm luôn Toca Boca các bạn nha. Không vòng vo nữa, chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy quần áo, rồi sau đó là đi tắm, rồi đánh răng rửa mặt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tắm. Thường là mình không có thói quen đi tắm buổi sáng bởi vì nó rất là lạnh. Nhưng mà khi mà mình lên cấp 2 thì mình nghĩ là mình nên tập dần với cái thói quen này. Nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Nãy giờ các bạn nào thắc mắc về mấy cái quần áo trên tủ của mình không? Những bộ đó mình lấy trong bưu điện nha các bạn cứ thử tới đi. Biết đâu được có những món quà các bạn thích. Sau đó thì mình sẽ đắp mặt nạ và chơi điện tử. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra bên ngoài đời mình sẽ rửa mặt vào buổi sáng bằng sữa rửa mặt. Bây giờ mình sẽ tháo cái lớp mặt nạ này ra và sau đó đi rửa mặt nha. Cái giọng của mình bắt đầu nó khàn tiếp rồi các bạn. Hôm qua mình lồng tiếng về cái phim mà phần 2 của nhuộm tóc thì nó lại không bị khàn, nhưng mà hôm nay nó lại bị khàn tiếp. Sau đó thì chọn quần áo và làm tóc. Rồi bây giờ thì làm cài tóc lên. Ok, cũng tạm ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đem vài thứ như là điện thoại và bóp tiền nha. Thường thường ở ngoài đời mình rất là ghét mặc váy, cài tóc, cột tóc hai bím như vậy. Nhưng mà tủ đồ có sao thì mặc vậy. Trước khi đi phải tắt điện, đảm bảo an toàn tiền điện không được lên. Hôm nay mình sẽ đi siêu thị để mua hộp sữa sô-cô-la. Ngoài sữa sô-cô-la ra thì mình chỉ uống là sữa trắng thôi, còn mấy loại sữa khác thì mình không hề thích. Bây giờ thì tính tiền cho chị Thu Ngân. Uống miếng nước lấy sức đi tiếp. Bây giờ thì phải cầm trên tay để lát có cái sọt rác thì dột, không có dột dưới đất. Thật sự thì Ngay là một con người thấy con vật gì cũng sợ, ngay cả chó lẫn mèo nha các bạn. Bây giờ thì Ngay sẽ đi xem ca nhạc nha. Tiếp theo thì Ngay sẽ đi ăn ở phố ẩm thực. Hôm nay Ngay chọn ăn mì. Sau đó thì Ngay mua một cái bánh kem để ăn, để cho mập lên. Mới về. Bây giờ thì phải bỏ sữa sô-cô-la vô trong tủ lạnh để uống. Còn bây giờ thì Ngay sẽ đi tắm nha. Bây giờ thì thay đồ ngủ. Ngay nhớ là Ngay đã tắt tivi rồi mà ta. Nãy giờ Ngay đâu có bật đâu mà sao nó tự bật vậy. Các bạn có thấy cái đèn mà Ngay để trên chển không? Ngay cực kỳ thích cái đèn đó luôn các bạn. Ngay ước gì Ngay có một cái đèn đó. Và thế là một ngày trong Toca Boca của Ngay cũng hết rồi. Nếu bạn nào thấy hay nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.